nghiệp báo của việc giết chó. Sau thời điểm Sài Gòn mở cửa, gia đình một người lao động nghèo cùng những người bạn đồng hành là 15 chú chó, cũng là tài sản quý giá nhất, cùng nhau trở về quê. Thế nhưng khi về đến nơi, gia đình người chủ bị đưa đi cách ly vì dương tính với Covid-19. Còn những chú chó côi cút thì bị chính quyền địa phương thông báo tiêu hủy. Chúng sẽ không còn cơ hội gặp lại chủ nhân của mình. Sự chia cắt này khiến cả cộng đồng dậy sóng. Luật sư Lê Văn Luân chia sẻ, khi bạn có một trái tim nhân bản của con người, khi bạn biết yêu động vật, cũng là lúc bạn biết yêu con người. Xét từ góc độ luân hồi, Phật gia giảng rằng, một sinh mệnh chết rồi không chỉ chuyển sinh thành người, mà còn có thể chuyển sinh thành thứ khác. Vạn sự vạn vật đều có định số, chỉ có dùng thiện lương đối đãi với hết thảy thì mới có thể không tạo thêm nghiệp cho mình. Vào thời hoàng đế Đường Huyền Tông, có một quan viên trưởng quản lễ bộ tên là Đường Thiệu. Từ khi còn nhỏ đã tỏ ra khác thường, bởi vì ông có thể nhớ rõ những sự tình trong kiếp trước, thậm chí có thể đoán trước sinh tử của bản thân. Chỉ là ông chưa từng nói cho ai biết về công năng này của mình. Hàng xóm đối diện với nhà Đường Thiệu là một vị quan thị lang tên là Lý Mạc. Những lúc rảnh rỗi, Đường Thiệu thường tìm Lý Mạc để nói chuyện vui đùa, tình cảm rất thân thiết. Khi vợ hỏi rằng vì sao lại tốt với Lý Mạc như thế, Đường Thiệu bèn kể rõ. Tại đời trước ta là con gái, vào năm 17 tuổi, một đêm nọ đang may đồ cho mẹ chồng, đột nhiên có một con chó từ cửa đi vào trong phòng, làm đổ chiếc đèn dầu, dầu thấp đổ hết lên trên váy. Do vô cùng căm hận nên ta đã dùng kéo ra sức đâm mạnh vào nó. Nhát thứ nhất đâm trúng cổ của nó, một bên lưỡi kéo cũng gãy mất. Ta lại dùng lưỡi kéo kia liên tiếp đâm mạnh vào nó, một lúc sau con chó ấy chết. Đến năm 19 tuổi thì ta qua đời, sau khi chết chuyển sinh thành Đường Thiệu trong kiếp này. Con chó bị ta giết trong kiếp trước chính là Lý Mạc hôm nay. Ông nói tiếp, ngày mai ta sẽ chết cũng là báo ứng phải như vậy. Người giết ta nhất định sẽ là Lý Mạc, nhân quả báo ứng là thiên lý, nàng không cần phải sợ hãi. Ngày hôm sau, Đường Huyền Tông dẫn theo bá quan văn võ bàn luận về chuyện học võ ở Ly Sơn. Đường Huyền Tông nhất thời cao hứng, đích thân cầm trống lên đánh. Tuy nhiên, chưa đến ba hiệp, bên bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn đột nhiên hạ lệnh, chiếu chỉ diễn tấu đã xong. Khiến vua Huyền Tông vô cùng tức giận, bèn hạ chỉ lôi Quách Nguyên Chấn đi chém đầu. Thừa tướng Trương Thuyết vội vàng quỳ xuống van xin, nói Nguyên Chấn có công lớn bảo vệ nước nhà, nên xá miễn cho ông ấy tội tử hình. Huyền Tông vẫn chưa cảm thấy nguôi giận, tuy đã thả Quách Nguyên Chấn, nhưng lại hạ lệnh xử trảm Đường Thiệu. Biết số mình đã tận, Đường Thiệu chỉ kịp thở dài một tiếng, rồi đã bị quân lính lôi đi. Quả nhiên Lý Mạc là người nhận lệnh cầm đao hành hình. Đao giơ lên chém vào cổ Đường Thiệu một nhát, nhưng không ngờ thân đao lại bị gãy làm đôi, phải đổi sang một thanh đao khác mới có thể kết thúc tính mạng của ông ta. Vợ Đường Thiệu biết tin không khỏi cảm thán, thanh đao bị gãy làm đôi giống hệt như cách mà Đường Thiệu dùng kéo để kết liễu con chó vào đời trước. Câu chuyện trên cho thấy, bất kể là động vật hay vật chất nào khác thì trong lục đạo đều có chuyển sinh qua lại, còn có thể có được thân người. Luân hồi nhân quả là tuần hoàn, vậy nên chúng ta không nên tùy tiện sát sinh, giết mệnh mà tự rước họa